Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin dư luận đang quan tâm. Thưa quý vị, từ việc bóc gỡ, xóa bỏ và truy xét thông tin trên các tờ rơi quảng cáo dán trên đường phố về hoạt động tín dụng đen, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 5 đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 695% một năm. Theo đó, từ các thông tin trên các tờ rơi quảng cáo về hoạt động tín dụng đen, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét bắt giữ 5 đối tượng là Phạm Văn Tài, Phạm Văn Trọng, Phùng Văn Minh, Mạc Biểu Đức, và Nguyễn Quang Tỉnh cùng ngụ tại thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh hoạt động cho vay lãi suất từ 240% đến 695% một năm. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 170 kg tờ rơi, 35 kg các vi trí quảng cáo trái quy định. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục truy xét các nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để nghiêm theo quy định vừa hoàn thành án tù, đối tượng Trần Văn Huy, tức Huy La Hán, lại tiếp tục bị công an tỉnh An Giang bắt tạm giam vì tội trộm cắp tài sản tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện Trợ Mới. Khoảng 6 giờ ngày 4 tháng 5, công an huyện Trợ Mới tỉnh An Giang nhận được tin báo từ chủ cửa hàng điện thoại di động Anh Kiệt, thị trấn Mỹ Luông về việc bị trộm đột nhập, lấy cắp nhiều tài sản như điện thoại di động, máy tính bảng, laptop trị giá khoảng 100 triệu đồng. Qua xác minh điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Trợ Mới xác định Trần Văn Huy, 37 tuổi, người địa phương là đối tượng nghi vấn thực hiện vụ trộm trên. Lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen, thu giữ nhiều tăng vật gồm một MacBook, một laptop, bốn iPad, bốn máy tính bảng, bảy điện thoại di động, một đồng hồ Apple Watch và nhiều phụ kiện điện thoại. Theo cơ quan công an, Huy La Hán là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù lại tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các cán bộ thanh tra và chủ doanh nghiệp liên quan đến hành vi vòi vĩnh để nhận tiền hàng tháng nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm của các xe chở hàng hóa mà người dân đã gửi đơn tố cáo thời gian qua. Trước đó vào ngày 26 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và tạm giữ hình sự đối với 4 cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tạm giữ hình sự 5 chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh để điều tra về hành vi đưa nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Đối tượng LHT là cán bộ thanh tra giao thông đã sử dụng hai tài khoản ngân hàng để nhận tiền hàng tháng của các cá nhân doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông. Tổng số tiền nhận qua tài khoản này lên đến hơn 10 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. Sau khi truy bắt nhóm quái xế chạy xe trên đại lộ Võ Trí Công, thành phố Đà Nẵng đêm qua ngày 5 tháng 5, Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng truy xét các đối tượng và phát hiện hàng loạt hung khí cất giấu trong căn nhà hoang. Trước đó khoảng 20 giờ ngày mùng 5 tháng 5, đội tuần tra công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm khoảng 5 đối tượng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển 3 xe máy với tốc độ cao trên đường Võ Chí Công, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Thấy nhóm này có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn, bắt giữ 2 xe và 3 đối tượng cùng sinh năm 2009, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Qua điều tra, nhóm này khai thường sử dụng hung khí tự chế để hẹn nhau hôn chiến đây đều là những hung khí tự tạo nguy hiểm có tính sát thương cao ngoài xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông thành phố đã bàn giao nhóm đối tượng cùng tăng vật cho công an phường để tiếp tục điều tra làm rõ